Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ cầu pháp, những gì là 10, đó là chân tâm cầu pháp vì không có hư dối, tinh tấn cầu pháp vì xa lìa giải đãi, một lòng cầu pháp vì chẳng tiếc thân mạng, vì đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh mà cầu pháp, bởi chẳng vì danh lợi cung kính, vì lợi ích mình, người khác, tất cả chúng sinh mà cầu pháp, vì chẳng riêng tự lợi vì vào trí huệ mà cầu pháp vì chẳng thích văn tự vì thoát sanh tử mà cầu pháp vì chẳng tham vui thế gian vì độ chúng sinh mà cầu pháp vì phát tâm bồ đề vì dứt nghi của tất cả chúng sinh mà cầu pháp vì khiến cho không do dự vì đầy đủ phật pháp mà cầu pháp vì chẳng thích thừa khác, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được đại trí huệ tất cả Phật Pháp không do người khác dạy. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ Pháp thấu rõ những gì là 10, đó là tùy thuận thế tục sinh trường căn lành là Pháp thấu rõ của đồng mông phàm phu, được tin vô ngại bất hoại Giác pháp tự tánh là pháp thấu rõ của người theo tin thực hành. Siêng tu tập pháp, tùy thuận pháp trụ là pháp thấu rõ của người theo pháp thực hành. Xa lìa tám tà, hướng tám chánh đạo là pháp thấu rõ của người thứ tám. Trừ diệt các kết, dứt lậu sinh tử, thấy đế chân thật là pháp thấu rõ của bậc tu đà hoàn. Quán vị là họa hoạn, biết không đến đi là pháp thấu rõ của bậc tư đà hàm chẳng thích ba cõi, cầu hết hữu lậu, nơi thọ sanh pháp cho đến một niệm chẳng sanh ái trước là pháp thấu rõ của bậc A Na Hàm, đắc được sáu thần thông, được tám giải thoát, chín định, bốn vô ngại biện, thảy đều thành tựu là pháp thấu rõ của bậc A La Hán. Tánh thích quán sát một vị duyên khởi, tâm thường vắng lặng, biết đủ ít việc hiểu nhân tự được, ngộ không do người khác dạy. Thành tựu đủ thứ thần thông trí huệ là pháp thấu rõ của bậc bích chi Phật. Trí huệ rộng lớn các căn lanh lợi, thưởng thích độ thoát tất cả chúng sinh, siêng tu phước trí pháp trợ đạo, hết thảy mười lực vô úy của Như Lai, tất cả công đức đầy đủ viên mãn là pháp thấu rõ của bậc Bồ Tát, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được Pháp thấu rõ vô thượng đại trí của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ Pháp tu hành. Những gì là 10? Đó là Pháp tu hành cung kính tôn trọng các thiện tri thức. Pháp tu hành thường làm cho chư thiên được giác ngộ. Pháp tu hành ở chỗ chư Phật thường có lòng tàm quý, Pháp tu hành thương xót chúng sinh chẳng bỏ sinh tử. Pháp tu hành sự việc rốt giáo tâm không biến động. Pháp tu hành chuyên niệm tùy duyên phát tâm đại thừa. Các chúng Bồ Tát tinh tấn siêng tu học. Pháp tu hành xa lìa tà kiến, siêng cầu tránh đạo. Pháp tu hành phá tan chúng ma và phiền não nghiệp. Pháp tu hành biết các chúng sinh căn tánh thắng liệt mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ trụ Phật địa pháp tu hành an trụ vô biên pháp giới rộng lớn, trừ diệt phiền não, khiến cho thân thanh tịnh, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được pháp tu hành vô thượng của Như Lai.